Chào mừng các bạn đã đến với series Kinh tế học cơ bản của Thái Phạm Kinh tế học ABC. Đây là nơi cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để trang bị cho các bạn kiến thức để học tập, để kinh doanh, để đầu tư hay đơn giản là hiểu những gì đang diễn ra xung quanh. Nếu bạn thường xuyên theo dõi bản tin buổi sáng của tôi, bạn sẽ biết đến Fed. Vậy Fed là gì? Và tại sao bạn cần quan tâm tới Fed? Fed là viết tắt của Federal Reserve System. Dịch ra tiếng Việt là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Dù gọi là Cục Dự trữ Liên bang, hoặc mọi người vẫn hay gọi là Ngân hàng Trung ương, nhưng về bản chất, Fed không hoàn toàn được điều hành bởi chính phủ, mà Fed độc lập với chính phủ Hoa Kỳ. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về lịch sử của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nhé. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề tài chính của quốc gia, Alexander Hamilton đã trình lên quốc hội thành lập Ngân hàng Trung ương đầu tiên với trụ sở chính ở Philadelphia, được gọi là First Bank of the United States. Được mô phỏng theo mô hình ngân hàng tại Anh, ngân hàng này hoạt động được 20 năm trước khi dừng hoạt động vào giữa thế kỷ thứ 19, khi Mỹ và Anh xảy ra chiến tranh và ngân hàng đã không thể giúp chính phủ quản lý tài chính và trả những khoản nợ như ban đầu dự tính. Lúc này, Ngân hàng Trung ương thứ hai được lập ra sau khi Tổng thống Madison đặt bút ký thông qua với thời gian hiệu lực là 20 năm, năm 1816 tới năm 1836, để hỗ trợ vực dậy nền kinh tế. Và cho đến năm 1841, ngân hàng thứ hai này chính thức phá sản. Tiếp theo đó, trong những năm chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ lại tiếp tục thiết lập ra những ngân hàng trung ương tiếp theo, nhưng đều thất bại. Trải qua cuộc khủng hoảng của các hệ thống ngân hàng năm 1907, Quốc hội Hoa Kỳ đã nhận thấy những yếu kém của hệ thống tài chính. Họ bắt đầu cẩn trọng hơn, đặt ra mục tiêu cải cách hệ thống ngân hàng và thiết lập một cơ chế giám sát ngân hàng có hiệu quả hơn. Đồng thời, họ cũng nhận ra rằng cần có một định chế cho vay tiền cuối cùng để đảm bảo không cho các ngân hàng sụp đổ. Đến năm 1913, Fed được chính thức ra đời. Tổng thống Wilson đã ký quyết định thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang, chính thức thành lập Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Federal Reserve System, Fed, hay còn gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Khác với các ngân hàng trung ương trước đây, Fed là một ngân hàng trung ương tư nhân. Nghe thật lạ phải không nào? Nhưng nó là vậy. Fed được thành lập ban đầu do sự thống nhất của các ông trùm tài chính lúc bấy giờ như JP Morgan, Rockefeller. Fed chịu sự giám sát của một hệ thống hành pháp Hoa Kỳ, nhưng hoạt động của Fed lại độc lập với chính phủ. Fed không đặt trụ sở ở một nơi duy nhất, mà trải đều trên tất cả các bang của Hoa Kỳ để tránh sự thao túng quyền lực về tài chính. Nên có thể nói rằng Fed vừa thuộc tư nhân nhưng cũng vừa thuộc chính phủ. Vậy thì Fed có những công cụ gì để điều tiết thị trường tài chính? 1. Thay đổi lãi suất. Cũng chính vì đồng đô la là đồng tiền chủ chốt của toàn thế giới, nên việc thay đổi lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chính sách tiền tệ, tới các hoạt động của kinh tế và doanh nghiệp. 2. Mua và bán trái phiếu của chính phủ. Việc mua trái phiếu chính phủ sẽ làm tăng lượng tiền trong lưu thông. Điều này dẫn đến lãi suất giảm cũng như kích thích việc chi tiêu và vay ngân hàng gia tăng. Nên trong trường hợp ngược lại, khi Fed bán trái phiếu sẽ làm lượng tiền trong lưu thông ít đi, khiến cho lãi suất tăng cao gây khó khăn cho ngành tài chính. 3. Quy định lượng tiền dự trữ. Fed có rất nhiều các ngân hàng cấp dưới, vì thế khi Fed đưa ra các chỉ thị về khối lượng tiền mặt dự trữ sẽ làm cho các ngân hàng này buộc phải tuân thủ. Nếu số lượng dự trữ lớn, khi đó phần cho vay sẽ giảm đi, vay mượn khó hơn và lãi suất tăng lên. Cơ cấu tổ chức của Fed bao gồm: 1. Hội đồng thống đốc gồm 7 thành viên, nhiệm kỳ 14 năm do Tổng thống Mỹ chỉ định. 2. Ủy ban thị trường mở, hay còn gọi là FOMC. 3. Các ngân hàng của Fed gồm 12 ngân hàng được đặt tại các thành phố lớn. 4. Các ngân hàng thành viên. Fed được xem là nhà cái của thế giới bởi vì mọi hoạt động dù là nhỏ nhất của Fed cũng ảnh hưởng đến toàn bộ nền tài chính của thế giới. Chẳng hạn như việc Fed tăng hay giảm lãi suất hay phát hành trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Sở dĩ có việc này là bởi vì đồng đô la, chúng ta đều biết đó là đồng tiền mạnh nhất thế giới. Đương nhiên,
Cũng có một đối thủ khác, đó là Trung Quốc, cũng rất muốn chiếm giữ vị thế này. Nhưng trong khuôn khổ của video này, cuộc chiến tranh tiền tệ tôi sẽ không nói quá nhiều mà sẽ dành vào những video khác. Còn đối với những nhà đầu tư, nhà kinh doanh, mọi nhất cử nhất động của Fed đều khiến cho chúng ta phải quan tâm, vì nó tác động rất lớn đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Chúng ta giao dịch hàng hóa, thậm chí tiền tệ, mọi thứ đều quy đổi thành đô la, đồng tiền quyền lực nhất thế giới, phải không nào? Chính bởi vậy, bạn sẽ hiểu rằng tại sao khi chúng ta phải quan tâm tới những thị trường lớn trên thế giới là vì vậy. Chẳng hạn như tôi thường xuyên quan tâm tới thị trường chứng khoán tại Mỹ, tại New York, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, hay Thượng Hải, hay Nhật Bản, hay những thị trường khác. Trên đây là những thông tin cơ bản về Fed. Hy vọng chúng sẽ có ích với bạn. Còn chủ đề nào mà bạn cảm thấy hứng thú, hãy comment, bình luận cho tôi biết bạn nhé. Đừng quên bấm nút like và chia sẻ video này để mọi người cùng biết đến. Nếu bạn thích chuỗi series video kinh tế ABC này của tôi, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông của kênh Thái Phạm để nhận được mỗi thông báo khi tôi ra video mới bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.